Đâu thôi. Mày thò bị cái tiếng rồi. Hao. Ú, há bự. Bự. Chặt quá, cái đầu này chặt quá rồi thôi. Hại ba người à, chết ba người còn dư chết gì. Lộ cũng ngon mà sao. Chưa thấm cơ đủ nữa mà.
chính thủ là không mày thấy nó dày vậy mình á, nó dày mình nó có thể hơn luôn á. Thank you.
Đòi đánh đầu mình cũng là đánh thật. Con này bự, hồi nãy con mấy con đầu tiên mới ghê hả? Ủa má bự. Bự. Cần đâu? Hai cần cái hai thằng lấy hết rồi, nó có cần đâu nó câu. Không chi đâu chi ba gì á. Con nào nó hưởng đi chứ. Đúng. Lúc trước con chính cá của nó bán thì con cũng phải đi lấy rộng cho của nó nữa hả? Sao? Giống cha con quá vậy. Chặt quá cái lòng này chặt lắm rồi con. Chạy chỗ tùm lum. Bơi không? Để biết bơi bơi một lớp bao cho. Ờ. Có rồi. Có rồi, không biết bơi được. Này, con mẹ nó rồi. Quỷ. Trong. À, ừ, chạy đi mưa tới qua không được á, lẹ lên, chín rồi. Ờ, dạ. Nè,
xả là sao khô rồi đấy. Thôi cái chôi đi, giờ nước đang chảy ra đường luôn. Có con bự nhất ở trên á. Có một con nữa chứ. Cái đũa trên kia nhiều nhiều vô, lại nãy múc trên đây Đúng rồi. Ngày xưa mình có con cá đó, lụm cá liền luôn, chọc cái con ốc nó nhặt nó vô cái lỗ cái kẽ đó luôn. Khỏi cái đại cá. Chạy. Nhúc. Má đi con cá đi rồi. Con cá. Không có con cá. Ăn con có con. Ăn này ngon không? Ngon. Ngon. Làm dĩa mà. Dĩa không hả? Được. Không hậu. Ủa mai nó có điện anh Phúc bắt hào không? Chưa nghe điện. Mai bắt hả? Ờ mai sáng mai bắt. Nó báo luôn mà, anh 20 nè. Anh 20. Rồi chùa đó, bà nội chùa. Mới báo em nè. Sáng đó, bắt trước. Mới gọi, mới gọi đấy hả? Mới gọi chưa. Anh nó nói là anh làm nó sớm nước quá trong tô. Má mình bữa nay ăn uống nó ngoài bắt giờ nó khóc quá trời quá. Đi nó còn gì cũng chừng này. Tan nát không được. Đâu thôi. Mày sao mày cứ tiếng đi. Hào anh biết ở Quảng Ninh đó. Là ở chỗ đó bị nặng nhất. Lên đây. Mà ở chỗ đó nuôi hào nhiều nhất, hào sữa mình nhiều nhất. Bờ thì có con hào nào mà lụm được. Hào nhưng mà cà bè càng nhiều lắm. À ngoài biển hả? Cửa biển nó có cái vịnh nó quận á. Nước ở đó không bao giờ chảy. Nó chỉ dâng lên luôn nè, bắt cá chim. Bắt cá chim. Ở đây nè. Má dưới mà bắt phá sản luôn. Mấy chục năm rồi mưa vô dính á. À bây giờ lên em trả nợ cái đường nào trả nè. Mà bảo là bị ung thư nữa chứ. Phải sập đầu có đau chứ, rồi bảo đéo chết mà đừng phải sập đầu chết mà đau. Ừ, yếu à, nhưng mà 4 giò. 4 giò là hàng 18 tấn 4 giò. Má anh đánh chùi thì mới vừa qua đó, vừa qua cũng bị sập đầu. Mấy tấn 4 giò luôn. Không, nó là đầu kéo của cái thùng pin. Nó là đầu kéo con nó thằng thùng pin. Nó về cúng heo á, đồ. Con ấy, thằng Trương á. 2 phút nữa là phải lụm xuống cầu rồi, đồ. Thiệt hại biết bao nhiêu? Em 9 năm. Rồi đi mà lập. Bởi công trình ngày xưa người ta cắm cái chân nó thấp nó yếu quá người ta nói cái cọc liên tục. Còn cầu ngày xưa làm gì có cái chế độ mà đó đâu. Chứ cầu gần đi vậy mà sao cầu cầu ra cho nước này chưa món gì giá cây hả giò heo gì á xá xíu xíu xá xì tàu xì xá xíu nữa món này món của Trung Quốc. Ừ. Không có của cũng như kêu gì kêu bốn người thôi heo hầm gì quên người ta kêu heo gì người tàu món của người tàu làm ớt khô đó mình mặc tàu thầy ăn ngon cái ớt này là để cho có lợi thôi chứ không ăn đó thì nó bỏ ăn đâu nó thề thề vô mình nói nó tàn là sợ khô chứ sợ tươi như mình đâu vô đã mùi phải có rượu chứ nó mới ngon đang bệnh ngon ha.
nó dính qua hai ba cái mình ăn lại con mực nó dở luôn. Tại nội là chỉ có thanh quá là thiệt hại ba người à, chết ba người còn dư chết gì. Ruột cũng ngon mực sao. Cười thấm cơi đủ đúng không ạ? Nhiều quá thì các tỉnh mà ba 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 tỉnh. Thanh quá ba người à. Tại vì bên núi họ ở hai dừa hai bên đôi ở dừa. Đồ quá có chỗ nhà cửa không còn gì. Ở hai bên đôi mà ở giữa cái trùng không luôn á. Như Hải Phòng là nhiều nhà nặng nhất cái sao Hải Phòng.